vừa đến đây, mọi điều tưởng như thật khó khăn. Bao điều mới với những người lạ, không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng gì là khó khăn nếu trái tim mình yêu chốn đây. Những khoảnh khắc cùng những đồng đội bên nhau, gắn bó với hiệp phát dựng xây tương lai. Bước đi xa không thể thiếu những đồng đội thân yêu, là những chiến binh của hiệp phát. Hãy nhớ rằng mọi người đều luôn bên chúng ta, cùng chung sức đoàn kết sẽ chia sẻ mang thành công đến đây. Vì tin giá trị cốt lõi xây dựng thương hiệu lâu dài cho chúng ta, cải tiến sáng tạo công nghệ mới với những sản phẩm thông minh, đổi mới dẫn đường thành công tới cho tương lai phơi phới ôi tuyệt vời. Sẽ chia những thịnh vượng hạnh phúc đến với cộng đồng Mao Lan. Bước đi xa không thể thiếu những đồng đội thân yêu, là những chiến binh của hiệp phát. Hãy nhớ rằng mọi người đều luôn bên chúng ta, cùng chung sức đoàn kết sẽ chia sẻ mang thành công đến đây. Uy tín giá trị cốt lõi xây dựng thương hiệu lâu dài cho chúng ta, cải tiến sáng tạo công nghệ mới với những sản phẩm thông minh, đổi mới dẫn đường thành công tới cho tương lai phơi phới ôi tuyệt vời. Sẽ chia những thịnh vượng hạnh phúc đến với cộng đồng bao la. Hiệp phát nơi gắn kết tinh hoa mãi mãi, uy tín giá trị cốt lõi xây dựng thương hiệu lâu dài cho chúng ta, cải tiến sáng tạo công nghệ mới với những sản phẩm thông minh, đổi mới dẫn đường thành công tới cho tương lai phơi phới ôi tuyệt vời. Sẽ chia những thịnh vượng hạnh phúc đến với cộng đồng bao la, đoàn kết cho chúng ta mạnh mẽ, ngôi nhà hiệp phát của chúng ta.